Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4, tuần 32 trang 94-95, tập làm văn, luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật. Bài tập số 1, đọc bài văn Con TT, tiếng Việt 4, tập 2, trang 139 và trả lời các câu hỏi sau. Con TT. Con TT còn có tên gọi là con xuyên sơn, vì người ta bảo con TT có thể đào thủng núi. Bộ vảy của TT màu đen nhạt, rất giống vảy cá gáy nhưng cứng và dày hơn nhiều. Bộ vảy như một bộ giáp sắt che kín từ đầu xuống đến sát các ngón chân và tận mút chộm đuôi. TT săn mồi trông thật lạ mắt. Thức ăn của nó là sâu bọ, nhưng chủ yếu là các loài kiến. Miệng TT nhỏ, hai hàm chỉ có lợi, không có răng. Nhưng bù lại, nó có cái lưỡi để bắt mồi rất lợi hại. Nó thè cái lưỡi dài, nhỏ như chiếc đũa, sẽ làm ba nhánh. Đục tổ kiến rồi thò lưỡi vào sâu bên trong. Đợi kiến bâu kín lưỡi, TT rụt lưỡi vào mõm. Tớp tép nhai cả lũ kiến xấu số. Cứ như thế TT ăn tổ kiến nào thì ăn kỳ hết mới thôi. Đặc biệt nhất là TT có bốn chân ngắn ngủn với bộ móng cực sắc và khỏe. Khi đào đất, nó duỗi đầu xuống đào nhanh như một cái máy, chỉ cần chừng nửa phút đã ngập nửa thân mình nó. Khi ấy dù có ba người lực lưỡng túm lấy đuôi nó kéo ngược cũng không ra. Trong chớp nhoáng, TT đã ẩn mình sâu trong lòng đất. Tuy vậy, TT cũng có một nhược điểm rất kỳ lạ. Bao nhiêu người túm đuôi kéo không ra, nhưng chỉ cần một cái que lùa theo phía dưới đuôi khẽ chọc một nhát là TT lập tức cuộn tròn như quả bóng lăn ra ngoài miệng lỗ. TT là loài thú hiền lành, chuyên diệt sâu bọ, vì vậy chúng ta cần bảo vệ nó. Theo Vi Hồng, Hồ Thị Giang. Như vậy thì chúng ta vừa đọc bài văn con TT và chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. A. Bài văn gồm mấy đoạn, đoạn và nội dung chính của từng đoạn. Như vậy ở câu A thì chúng ta sẽ trả lời xem đoạn văn có mấy đoạn, nội dung chính của mỗi đoạn là gì. Thì các em quan sát kỹ lại đoạn văn, các em xem lại đoạn văn, đọc kỹ lại đoạn văn thì chúng ta có tất cả là 6 đoạn văn. Như vậy ở bài văn trên gồm 6 đoạn. Rồi mỗi đoạn nội dung chính là gì? Thì các em thấy đoạn đầu tiên, đoạn 1, con TT còn có tên gọi là con xuyên sơn vì người ta bảo con TT có thể đào thủng núi. Thì các em thấy đoạn 1 này giới thiệu chung về con TT. Rồi ở đoạn 2, thì nội dung chính của nó là miêu tả về cái bộ vảy của con TT. Bộ vảy của con TT thì màu đen, rất giống như vảy cá. Bộ vảy như là một giáp sắt che kín người từ đầu đến sát các ngón chân. Rồi tiếp theo đoạn 3. Đoạn 3 thì các em thấy quan sát ở đây TT, các em đọc kỹ thì chúng ta thấy con TT săn mồi. Rồi nói về thức ăn của nó, nói về miệng nè, rồi hàm, rồi lưỡi của con TT và cách đào đất của con TT. Như vậy ở đoạn số 3 này, nội dung chính của đoạn số 3 này là miêu tả về miệng, hàm, lưỡi của TT và cách TT săn mồi. Rồi tiếp theo đoạn 4. Đoạn 4 thì các em thấy đoạn 4 này miêu tả về cái chân của rồi bộ móng và cách nó đào đất, tức là ở đoạn 4 này
miêu tả về chân, bộ móng và cách đào đất của TT. Rồi tiếp theo số 5, đoạn số 5. Đoạn số 5 này thì nói là đoạn TT có một là TT có một cái nhược điểm rất kỳ lạ là khi mà chúng ta dùng cái que lùa theo cái phía dưới đuôi, kẻ chọc một cái thì con TT nó lập tức nó cuộn tròn lại như quả bóng. Thì nói về cái đoạn 5 này nói về nhược điểm của TT. Rồi tiếp theo đoạn 6. Đoạn 6 TT là loài thú hiền lành, chuyên diệt sâu bọ, vì vậy chúng ta phải cần phải bảo vệ nó. Thì ở đoạn số 6 này chúng ta thấy là nêu ra cái kết luận về con TT, nó là một loài thú hiền lành, và nói lên tình cảm của người viết, đó là kêu gọi sự bảo vệ của mọi người dành cho con TT. Thì đó là câu trả lời câu A. Rồi tiếp theo câu B là ghi lại những cái chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT. Thì các em đọc lại đoạn văn số 2. Đoạn văn số 2 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ nêu lại cái đặc điểm bên ngoài. Các em ghi lại những cái chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT. Thì ở đoạn số 2, hình dáng bên ngoài của con TT thì có bộ vảy màu đen nè. Rồi miệng của TT, bộ vảy TT thì có màu đen, rất giống loài vảy cá nhưng cứng và dày hơn. Rồi tiếp theo là tiếp theo đoạn 3, đó là nói về miệng của TT. Miệng của TT, rồi hai hàm của TT thì không có răng, nhưng mà hàm có lợi nhưng không có răng, lưỡi TT thì dài. Rồi bốn chân của TT thì ngắn ngủn. Như vậy tiếp theo thì chúng ta vừa ghi lại những cái chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT, rồi tiếp theo câu C là ghi lại những cái chi tiết cho thấy tác giả quan sát cái hoạt động của TT rất là tỉ mỉ. Thì các em đọc kỹ đoạn TT lúc mà TT bắt kiến nè, TT đào đất, rồi lúc mà TT tức là chúng ta sẽ đọc kỹ cái đoạn TT bắt kiến và TT đào đất. Thì các em thấy ở cách TT bắt kiến thì nó như thế nào? Nó thè cái lưỡi dài nhỏ như chiếc đũa, sẽ làm ba nhánh, đục thủng tổ kiến rồi thò lưỡi sâu vào bên trong. Rồi đợi khi mà kiến bâu kín lưỡi thì nó rụt lưỡi vào mồm và tóp tép nhai cả lũ kiến. Rồi cách TT đào đất thì là nó chui xuống đào nhanh như một cái máy nè. Nó đào đất thì nó duỗi đầu xuống đào nhanh như một cái máy, chỉ cần nửa phút thì đã ngập thân mình nó. Rồi khi ấy dù có ba người lực lưỡng túm lấy đuôi nó kéo ngược cũng không ra. Trong chớp nhoáng thì TT đã ẩn mình trong lòng đất. Thì đó là những chi tiết cho thấy tác giả đã quan sát các hoạt động của TT rất là tỉ mỉ. Như vậy các em sẽ trả lời câu A. Bài văn gồm 6 đoạn. Đoạn 1, nội dung chính là giới thiệu chung về con TT. Đoạn 2 là miêu tả bộ vảy của con TT. Đoạn 3 là miêu tả miệng, hàm, lưỡi của TT và cách TT săn mồi. Đoạn 4 là miêu tả chân, bộ móng của TT và cách nó đào đất. Đoạn 5 là nói về nhược điểm của TT. Và đoạn 6 là nêu ra kết luận về con TT và nói lên tình cảm của người viết. Đó là kêu gọi sự bảo vệ của mọi người dành cho TT.
Rồi tiếp theo câu B là chúng ta sẽ ghi lại những cái hình dáng. Câu B là các em sẽ ghi lại những cái chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT. Thì có là bộ vảy của TT màu đen nhạt rất giống vảy cá nhưng mà cứng và dày hơn. Miệng của TT thì nhỏ, hai hàm thì có lợi không có răng. Lưỡi TT thì dài nhỏ như chiếc đũa, sẽ làm ba nhánh. Bốn chân TT thì ngắn ngủn với móng cực sắc và khỏe. Rồi tiếp theo câu C là những chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động của TT rất tỉ mỉ và chọn lọc những cái đặc điểm, nhiều cái đặc điểm lý thú, đó là cách TT bắt kiến thì nó thè cái lưỡi dài nhỏ như chiếc đũa, sẽ làm ba nhánh đực thủng tổ kiến rồi thò lưỡi vào sâu bên trong. Đợi kiến bâu kín lưỡi, TT rụt lưỡi vào mồm, tóp tép nhai cả lũ kiến xấu số. Rồi cách TT đào đất thì nó dúi đầu xuống đào nhanh như một cái máy, chỉ cần nửa phút thì đã ngập nửa mình thân mình nó. Khi ấy thì dù có ba người lực lưỡng túm lấy đuôi nó kéo ngược cũng không ra. Trong chớp nhoáng thì TT đã ẩn mình ở trong lòng đất. Rồi tiếp theo, bài tập số 2 là quan sát ngoại hình của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả ngoại hình của con vật đó. Thì ở đây, ở bài số 2 này, các em sẽ quan sát, chú ý quan sát và tìm ra những cái đặc điểm ở các bộ phận của con vật rồi viết thành đoạn văn. Thì quan sát ở cái đặc điểm nào, ở các bộ phận nào, ví dụ như là bộ lông nè, hình dáng nè, cái tai, đôi mắt, mũi, chân. Như vậy chúng ta sẽ quan sát quan sát ngoại hình của một con vật mà mình yêu thích về bộ lông nè, hình dáng nè, cái tai, đôi mắt, mũi, chân v.v. để viết thành một đoạn văn ngắn miêu tả ngoại hình của nó. Thì ở đây cô ví dụ, cô sẽ quan sát ngoại hình của một con mèo và sẽ viết một đoạn văn miêu tả về ngoại hình của nó như sau. Mimi, tức là con mèo này tên là Mimi. Mimi đã được hơn 1 tuổi, nó đã ra dáng là một con mèo trưởng thành rồi. Cứ nhìn dáng đi yểu điệu khoan thai của nó thì biết bộ lông với màu và lớm đốm trắng, nột nà và mềm mại ngỡ như có thể trơn tuột móc từ tay người bé. Cái đầu của chú dường như cũng tròn hơn, riêng đôi tai thì vẫn mỏng dính xinh xắn, lúc nào cũng dựng lên kêu hãnh và sẵn sàng nghe ngóng. Cặp mắt Mimi xanh biếc như thủy tinh, tròn xe và đưa đi đưa lại rất nhanh. Mấy cọng râu mép màu trắng bạc duyên dáng, nổi bật là chiếc mũi màu hồng, lúc nào cũng ương ước, đánh hơi rất tài tình. Bốn chân mang màu lông trắng, cao và thon thả, cùng với lớp thịt đệm dưới gan bàn chân tròn, dày, khiến bước đi của nó thật nhẹ nhàng. Nhưng đừng nhìn vào dáng đi đầy thong thả ấy mà lầm nhé, đằng sau sự mềm mại ấy là cả một bộ vuốt sắc nhọn, có thể sẽ rách mặt kẻ thù như chơi. Đã như vậy, các em vừa theo dõi một cái đoạn văn miêu tả về ngoại hình của con mèo. Thì các em chỉ có việc là các em sẽ chọn quan sát một cái con vật mà mình yêu thích về bộ lông. Các em sẽ quan sát về bộ lông nè, hình dáng, cái tai, mắt, mũi, chân, để mà chúng ta viết cái đoạn văn ngắn để miêu tả về nó. Rồi tiếp theo là ở câu số 3, chúng ta sẽ quan sát hoạt động của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả về hoạt động của nó. Thì ở bài tập số 2 thì chúng ta đã
miêu tả về ngoại hình của nó, của con vật. Rồi, ở câu số 3 này các em sẽ quan sát các hoạt động của con vật mẹ miêu thích và viết một đoạn văn ngắn để miêu tả hoạt động của nó. Thì các em sẽ quan sát những cái hoạt động nào? Các em chú ý một số cái hoạt động thường ngày của con vật như là ăn nè, ngủ nè, chạy, nhảy, gặp người quen thì như thế nào, gặp người lạ thì như thế nào. Hoặc là một số cái hoạt động đặc trưng của con vật đó. Ví dụ như con mèo thì cái hoạt động đặc trưng của nó là bắt chuột, con chó thì của chó thì là trong nhà. Nói như vậy thì các em sẽ chú ý một số cái hoạt động thường ngày của nó như là ăn, ngủ, chạy, nhảy, gặp người quen, người lạ, và một số cái đặc trưng, hoạt động đặc trưng của nó là như là con mèo thì bắt chuột và chó thì trong nhà. Thì ở đây cô sẽ viết một đoạn văn ngắn miêu tả về hoạt động của chú chó Bull. Chú chó Bull nhà em rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chú là giống chó cỏ nên rất là khôn. Mỗi khi em đi học về là chú chạy ra cổng đón. Hai tay chú vểnh lên, chiếc đuôi chú quẫy liên tục, rối rít. Chiếc lưỡi chú thè ra, hai mắt sáng rừng rực, mở sáng rực mừng rỡ. Lúc chú đứng, lúc chú ngồi, như đang chờ đợi một điều gì hạnh phúc lắm. Em yêu buồn lắm, chú là người bạn thân của gia đình em. Nói như vậy chúng ta sẽ viết về cái miêu tả về cái hoạt động của nó. Thì cái hoạt động của nó là lúc như thế nào? Có thể là lúc ăn, ngủ, chạy, nhảy, gặp người quen đó, hoặc là người lạ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cũng chào tạm biệt các em.